Thưa quý vị, áp lực đáo hạn trái phiếu năm nay của nhóm bất động sản vẫn tương đối lớn, trong đó nhiều doanh nghiệp sẽ phải thanh toán hàng nghìn tỷ đồng đến hạn cho nhà đầu tư. Theo Bộ Tài chính, trong năm 2024 sẽ có hàng loạt lô trái phiếu giá trị nghìn tỷ đồng đáo hạn. Cụ thể, tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2023, có khoảng 92 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp sẽ đáo hạn trong năm nay với tổng trị giá là 99.558 tỷ đồng. Điển hình như các công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển đô thị Hưng Yên 7.200 tỷ đồng, công ty cổ phần đầu tư Golden Hill hơn 5.760 tỷ đồng. Bên cạnh danh sách các doanh nghiệp địa ốc có trái phiếu đến hạn năm nay, Bộ Tài chính cũng đưa ra danh sách 182 doanh nghiệp bất động sản còn dư nợ trái phiếu tính tới cuối năm 2023 với tổng số dư là 351.390 tỷ đồng.